Đường bay Vinh Viêng Chăn là đường bay được chính phủ cho phép mở tuyến và sẽ chính thức đi vào hoạt động vào ngày 12 tháng 1 năm 2014. Việc mở đường bay quốc tế này không chỉ đáp ứng nhu cầu về đi lại giữa hai địa phương của hai nước, mà đây còn là cơ hội cho Nghệ An thu hút đầu tư và phát triển kinh tế, du lịch, văn hóa xã hội. Đường bay Vinh Viêng Chăn là đường bay quốc tế đầu tiên của Nghệ An. Trong thời gian qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo triển khai các bước để đường bay này đi vào hoạt động. Nhà ga quốc tế tạm hơn 800m² tại sân bay Vinh đã được xây dựng. Các thiết bị phục vụ cho việc đưa đón khách cũng đã cơ bản hoàn thành. Cùng với đó, các cơ quan có liên quan đã thành lập các tổ công tác phục vụ tại cửa khẩu sân bay Vinh. Để kịp tiến độ theo kế hoạch, Cục Hải quan Nghệ An đã thành lập một đội 5 người có trình độ tiếng Anh và tiếng Lào cơ bản. Đây là lần đầu tiên Cục Hải quan Nghệ An được tiếp xúc với các thủ tục xuất nhập cảnh bằng đường hàng không. Vì vậy, tổ công tác đã được tập huấn các quy trình nghiệp vụ hải quan qua đường hàng không để thực hiện khi đường bay đi vào hoạt động. Đối với ngành hải quan chúng tôi thì chúng tôi vẫn chấp hành cái chỉ đạo của tỉnh và đã báo cáo với Tổng cục Hải quan để triển khai một số cái việc. Cái thứ nhất là đi tập hợp hồ sơ về các cái quy trình nghiệp vụ hải quan đối với hàng không. Cái thứ hai nữa là cho anh chị em đi học kinh nghiệm ở các cái sân bay mà nó gần cái sân bay của mình. Ví dụ như là sân bay quốc tế Đà Nẵng hoặc là sân bay Phú Bài, Huế. Hiện nay, nhu cầu đi lại giao thương kinh doanh buôn bán du lịch giữa Nghệ An nói riêng và khu vực Bắc Trung Bộ nói chung với thủ đô Viêng Chăn của nước Lào, chủ yếu bằng đường bộ. Bình quân mỗi năm có khoảng 70.000 lượt khách đến Viêng Chăn bằng đường bộ qua cửa khẩu Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn. Trong đó có rất nhiều doanh nhân, doanh nghiệp của Nghệ An có hoạt động đầu tư kinh doanh ở nước bạn Lào và ngược lại. Việc mở đường bay quốc tế Vinh Viêng Chăn chính là điều kiện thuận lợi để các doanh nhân, doanh nghiệp hai nước phát triển công tác kinh doanh, đầu tư vào Nghệ An. Đây là một cái nỗ lực của lãnh đạo tỉnh và ngành giao thông để mà cho người dân, người doanh nghiệp ở tại tỉnh Nghệ An và hai tỉnh lân cận là được hưởng những cái lợi đó. Thứ nhất là cái thời gian nó giảm bớt rất nhiều. Thứ hai là doanh nghiệp là cần những cái thời gian đó. Và thì sau khi đường bay đó được bay rồi thì giao thương giữa hàng hóa rồi tất cả các thứ trên đất Lào về Việt Nam, Việt Nam sang Lào là rất thuận tiện. Trong thời gian qua, Nghệ An đã thu hút được nhiều dự án đầu tư lớn, bước đầu đã phát huy hiệu quả tích cực. Theo nghị quyết 26 của Bộ Chính trị, Nghệ An phấn đấu trở thành tỉnh khá vào năm 2015 và cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp vào năm 2020. Vì vậy, thu hút xúc tiến đầu tư là một trong những lĩnh vực mũi nhọn được Ủy ban Nhân dân tỉnh quan tâm, tạo nhiều cơ chế chính sách, cơ sở vật chất hạ tầng, phục vụ cho công tác này. Đường bay quốc tế Vinh Viêng Chăn được mở dịp này có ý nghĩa quan trọng, góp phần không nhỏ vào việc thu hút đầu tư của tỉnh trong thời gian tới. Cái đường bay này có cái tác dụng rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trước hết thì phục vụ cho cái đi lại, như là nhu cầu giữa cái nhân dân của Việt Nam và Lào và vùng Đông Bắc Thái Lan, và đặc biệt là phục vụ cho cái thu hút đầu tư và cái phát triển du lịch. Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, chuyến bay Vinh Viêng Chăn đầu tiên của Vietnam Airlines sẽ chính thức cất cánh với tần suất 4 chuyến một tuần vào thứ 2, 4, 6 và Chủ nhật bằng máy bay ATR-72. Dự kiến các chuyến bay sẽ xuất phát từ sân bay Vinh vào lúc 8 giờ 40 phút và từ thành phố Viêng Chăn vào lúc 10 giờ 25 phút. Với lịch bay này, có khoảng hơn 2.000 lượt khách một tháng qua lại giữa Vinh và Viêng Chăn. Đây thực sự là một cơ hội thuận lợi cho việc thu hút đầu tư, các hoạt động du lịch, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà.